Xin chào các bạn. Thì thông tin như trước, cái giải vô địch đua võ Composite toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 nha các bạn. Thì đây, mình đang đứng ở cái địa điểm thì ngày mai sẽ diễn ra giải đua võ Composite này nha các bạn. Thì mình xin thông tin thêm về cái giải đấu này. Đây thì giờ nè, mình thấy cho các bạn coi cái băng gôn nè. Rồi thì đây mình đang quay đây, đây mình đang đứng trên đường Hai Bà Trưng nữa các bạn. Trên đường Hai Bà Trưng. Thì sau đây thì mình sẽ dẫn các bạn xuống cái địa điểm ngày mai sẽ thi đấu đua võ. Đây, đây là bến Ninh Kiều nha các bạn ơi. Bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đây là cái bến tàu khách du lịch nè. Thì ngày mai là sẽ tập trung võ lãi Composite ở đây và sẽ đua ở chỗ này nha các bạn. Đây, bến Ninh Kiều các bạn ơi. Đây là bến cầu tàu của Cần Thơ nha các bạn. Thì mình xin thông tin thêm về cái giải đấu này nha các bạn. Thì giải năm nay á, là năm 2020 là tổ chức giải vô địch đua võ Composite toàn quốc lần thứ nhất năm 2020. Thì giải đấu năm nay có khoảng 200 người nè, thuộc 14 đơn vị tham gia gồm Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Bến Tre, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Thì thời gian thi đấu sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 14 tháng 1 năm 2020. Địa điểm thi đấu là ngay tại bến Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc phường Tân An nha các bạn. Thì đây mình đang đứng tại cái địa điểm này. Ngày mai ở chỗ cầu tàu này thì người ta sẽ tập trung võ lãi rất là nhiều nha. Thì để người ta thi đấu ở ngay tại bến Ninh Kiều luôn nè, thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì các vận động viên thì sẽ tranh tài ở hai nội dung thi đấu, đó là động cơ xăng Renesis GS210-07HB vỏ Composite miền Tây tắt gán chiều dài 5,9m và chân vịt inox AB cự ly thi đấu là 600m và động cơ xăng Gato G420-15HB vỏ Composite miền Tây tắt gán chiều dài 8,1m. Thì chân vịt inox AB cự ly thi đấu là 600m luôn. Thì sự kiện mà đua võ lãi Composite toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 nữa các bạn. Thì nhằm là tăng cường sự giao lưu đoàn kết giữa các địa phương trên cả nước, tạo sân chơi lành mạnh cho những người là nông dân, phát triển loại hình thể thao giải trí gắn với phương tiện sinh hoạt đặc trưng của dòng sông nước. Thì ban tổ chức sẽ tổ chức giải vô địch đua võ Composite lần thứ nhất năm 2020 là một cái giải đua lớn và uy tín, được kế thừa qua 5 lần tổ chức của giải vô địch đua võ Composite đồng bằng sông Cửu Long do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thực hiện liên tục từ năm 2015 đến năm 2019. Thì giải đã thu hút rất đông đảo vận động viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long và quần chúng nhân dân đến xem và cổ vũ. Thì hôm nay mình xin thông tin trước một số cái nội dung vậy đó để cho các bạn chuẩn bị và đón xem nha các bạn. Đây, ngày mai sẽ thi đấu giải đua võ Composite toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 ngay tại bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nè các bạn. Thì diễn ra từ ngày 12 đến ngày 4 nha. Thì hôm nay là ngày 12 rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay là người ta chuẩn bị vỏ máy động cơ đồ nha các bạn. Thì để chuẩn bị cho cái ngày mai ngày 13 là sẽ khai mạc và thi đấu đến ngày 4 nha các bạn ơi. Ngày 4 người ta cũng sẽ trao giải luôn. Đây mình đang đứng ở chỗ cái địa điểm ngày mai sẽ thi đấu nè các bạn. Đó, mình xin thông tin thêm một số thông tin để cho quý bà con và mọi người nắm nha. Thì
giải đua này các bạn là diễn ra đã 5 năm trước rồi các bạn, do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ đăng cai thực hiện nha. Thì trước đây 5 năm, năm giải trước đây á, thì chỉ là diễn ra trong một số tỉnh thôi và có sự mở rộng ra một số tỉnh lân cận. Thì năm nay, năm 2020 thì người ta sẽ đã nâng tầm lên các bạn, là đưa cái giải này là thành giải là đua võ lãi composite toàn quốc luôn nha, chứ nó không còn là của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì đây, hiện tại giờ thì cái bến tàu phà này giờ chưa có tập trung võ lãi nha, chỉ có những cái tàu phà để phục vụ cho du lịch thôi nha các bạn. Thì đã nâng tầm cái giải đấu này lên bắt đầu từ năm 2020 và nó mang tên là vô địch giải đua võ lãi composite, và năm nay được tính là năm đầu tiên nha khi mang một cái tên mới đấy các bạn. Đây bến Ninh Kiều nè các bạn ơi. Rồi xin chào các bạn, xin chúc các bạn có một cái chuyến đi dự cái giải này trực tiếp, nó thật là vui nha. Xin chào các bạn.